Ok anh em ơi, thì mình có tin vui cho anh em đây. Thì còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi, thì shop mình giảm giá đến 80% tất cả các dòng quay, chỉ với 19k 20k, thì các bạn có thể trúng 19.999 kim cương. Thì cái link shop mình sẽ để phần mô tả phần bình luận phía dưới cho anh em tham khảo nha. Ok, hello anh em nha, thì mình là Leo Gamer đây. Quay tặng anh cái iPhone 12 nè. What? Mày mà tặng tao hả? Trời ơi trời, em là em anh đã không tặng. 1, 2, 3. Được á? Được rồi. Đó. Ngày hôm nay á, tôi vừa mới ra một cái ý tưởng. Đó là hôm nay em với anh giờ cho anh xin lời chó đi. Lại cho anh nó tiếp hả? Ừ. Trò này cho nữa nó khóc tàn canh xương nó lạnh luôn á. Giờ mình với anh Quý sẽ đi mua bánh kẹo, sau đó nhét vô cái hộp iPhone 12 này. Rồi đó, kiểu như là mình tặng cho xin lời chó cái iPhone 12 để coi phản ứng như thế nào nha. Nước đi hai đấy. Để đi nha. Ok, đi à, luôn. Đi. Ngắm lọ giọng nói. Ok anh em ơi, thì bây giờ mình sẽ đi nha anh em. Đây, mình mới lấy cái giỏ cho anh Quý nè. Đó là ông nội. Mình cho nó khắm lọ vậy, ông nội nó khóc chứ. Ôi trời ơi. Không có khóc đâu. Nè, giờ đổi nón đi nha anh em. Có kìa. What? Bỏ ra. Ok, giờ đi nha anh em. Phải khẩu trang vô. Anh Quý bị khẩu trang nha, mời cách ly anh Quý á. Thôi giờ đi nha anh em, đi nha. Cho anh kìa này hơi bị khắm lọ luôn á. Thì bây giờ thằng Bình nó đang chở tôi nha anh em, đó thằng Bình nó đang chở tôi. Bình ê, giật đầu ông nội. Thôi thôi tôi tới khỏi gớt điện thoại anh em ơi. Ok, mua xong rồi nha anh em, giờ về thực hiện bàn cho nha. Thiếu 4.000. Ok, giờ về nha anh em. Nè quay khúc nè. Làm gì ông nội? Mau mà. Xuống sâu. Xuống sâu lại ăn cá luôn á. Gớt cái cầu anh em. Gớt cầu. Ôi sao? Là lái quý cứng lắm. Gà màu. Vô cho anh. Rồi, đi vô cho anh anh em. Á quá trời đồ luôn rồi, được cái điện thoại rồi anh em. Ủa sao mày ngồi đây lắm vậy? Hello. Làm mày ngồi đây vậy ông nội? Ê, hôm nay tao có quà cho mày nè, tao chỉ biết có quà cho mày nè. Đã lắm. Thấy gì không? Thấy gì không? Thấy gì không? Nè, iPhone 13 hả? iPhone 12. iPhone 12 ông nội. Chuẩn bị đồ đi, bận đồ vô sẽ đi. Đi thay đồ đi. Tao quay clip nè. Đi sẵn sàng rồi đi, hôm nay tao có quà tặng mày. Lên ra quay clip, tao tặng iPhone 12 cho mày. Mày phải bận đồ đàng hoàng, bận đồ kỳ vậy. Thay đi. Đồ đi. Đồ đi cũng có sao đâu. Đi thay đồ đi ông nội. Hello. Alo, anh Quý ơi. 113 hả, ra đây sắp xếp cái chỗ này dùm cái này. Đù. Này, anh em ơi. Thì hồi nãy á là mình định cho cái điện thoại thôi, mà mình thấy nó hiền của anh em nên mình cho anh cái iPad nha anh em. Đây là cái hộp iPad nha. Đó. Nó tụi nó kỳ này cho anh nó mừng. Bây giờ tôi sẽ để kẹo cho anh em và nó mở cái hộp ra. Ta-da. Đây là cái hộp iPad mình nó mở hết chén. Đâu còn gì nữa không ta? Này còn bánh. Trời ơi. Lần này cho nó khấm lọ luôn, xi gum nè, cho nó ăn xi gum thoải mái luôn. Ừ, hồi mày nói á, tao chỉ tặng mày nhiêu thôi, tặng hộp mày thôi, chứ tiền đâu tao tặng. Ừ, để sổ vô. Vậy mới đẳng cấp. Bây giờ ổn cho nên cho nó mát mẻ nha anh em. Thì có gì anh em muốn góp ký cho nó thì anh em cứ bình luận bên dưới nha. Ê, vô anh Quý ơi. Mà tao nói cho anh em vô. Là cái đó một cậu này ngon thiệt. Nó đang thay đồ lịch sự đổ chỗ anh em, nó bận hết trong quần đồ các kiểu nè. Nó để tặng chưa tặng iPhone 12 anh em. Rồi cái hộp nó mở ra. Ô iPhone 12 của quần què hả? Được em ơi. Cái bán hả? Ờ trời, nó mở ra chắc nó khóc luôn quá anh em. Thôi cứ bình tĩnh anh em. Thôi giờ để gặp thử vô đó. Nó đang thay đồ, nó bận áo, đồ semi, đồ nó lịch sự đó anh em. Vô bận hết trong quần luôn. Vô nó vô cho anh nè. Giờ về ốm hết rồi nè, vô rồi. Đó, đây à, à cái à, hả? Đó, rồi đóng lại nó sao mà nó biết được anh em. Đó, đi vô ta, hay đi vô. Thì bây giờ mà mình ha, mình chỉ cần mình lời Quý ơi. Xin sợ là chó ơi. Hôm nay thằng Bình là bây giờ ở chơi lớn luôn, nó tặng mày iPad với iPhone 12 luôn, mày cố gắng mày làm YouTube nha. Mở kìa. Trời, bánh kẹo không luôn. Rồi, nó phải nó dữ lắm anh em ơi. Ok, giờ vô cho nha anh em. Vô. Ủa sao còn hai cái bỏ vô luôn đi. Không có dừa. Dừa. Không. Tin tôi đi. Không có dừa. Dừa mày cái gì tao?
cá gì cũng cá. Thì để vậy đi cho nó hấp dẫn nè. Ừ, để gì nó nhìn gì nữa. Sao mà nó biết được. Vô nữa đi rồi vô cho anh nè. Cái cuối nha. Cho nó tấm lọ luôn nha. Cho nó tấm lọ luôn. Ok anh em ơi, thì mình với Quế đã chuẩn bị xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ vô mình kêu với ra nha anh em. Thôi đi, thôi đi, thôi đi, đi đi. Sao là chó, ơi làm gì chơi game mà nói vô mày. Mày chơi game mà mày đổi nón mày bị khùng hả? Quanh cái muốn ơi ẩu quá gấp luôn á trời. Mày khùng quá gì vậy chứ game đổi nón. Ma nó bắn được cái mũ luôn. Bắn rớt cái mũ thì tao mới bắn mày rớt cái mũ luôn đó. Ma nó bắn cái gờ có đợi cái mũ rồi bắn được. Nè thế gì không? iPhone 12 với iPad Pro. Oh my god. Thôi đỉnh không nội. Thôi cầm cầm gì đi ra đây. Ra đây nói chuyện xíu rồi. Ra đây. Đây, lại tao với Miếu quà tặng mày nè. Trời 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 trời. Quay ra là bằng gần. Lên TV mà mày không đợi gì vậy? Nó kêu mày phải đợi gọi mà. Còn mày đẹp trai với cái thùng nữa mà. Ai nói? Còn hiểu. Trời. Đúng đúng. Quà nó chứ ngày mai tao với Miếu quà tặng mày nè. Mày biết đây là gì không? Boy. Rồi xài cái chế độ mới hết. Ừ, cho mày làm cái tích mày. Cái gì không? Ai iPhone 12 2021. Má, nhìn đặc tiền 3 tỷ ghi luôn. 3 tỷ ghi 100 triệu 120 triệu 100 triệu gì? 120 triệu mà 2 tỷ ghi mà. Lần đầu tiên nghe luôn. Ờ, bây giờ mày muốn tao với mình tặng cho mày này không? Đúng chứ. Bây giờ gắp bài Campuchia đi rồi cho mày cái này. Gắp bài đi rồi tặng mày 2 này luôn. Cái bài cũng tốt. Campuchia rồi. Ừ, rồi hát đi em. Dễ thôi. Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Gói một cái một là hư là tao không biết. Xích lại, xích lại đây, xích lại đây. Rồi à, cho sao, cho cảm nhận rồi, sao? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cầm iPhone 12, mua phê. Đường, đường. Ủa mà thiếu thiếu. Thiếu gì? Giá bình thường. Tao mới bóng rồi, đợi người ta đăng ký, rồi tùm lum hết trơn các bạn ơi. Ừ, tao không chét gì chứ. Đúng rồi, mày bị hối vậy. Mày bị hối gì chứ. Nói ra đi. Đó. Nói chứ là mày có điện thoại rồi. Ờ, thì anh mua rồi. iPad tặng mày ok chưa? Chứ gì nữa, chứ có điện thoại rồi còn cái này cho mày. Ờ, đó mới miệng. Nè, tại vì mày biết sao tao mua cái này cho mày không? Cái miệng này nó hơi có mùi. Đó thì tao nên tao xin cho cô nè này cho mày thử mùi. Thì cô nè này ăn cá lừng lửng luôn á. Rồi, có gì đâu. Thì bây giờ mày có điện thoại rồi. Mày có điện thoại rồi mà. Điện thoại rồi, điện thoại rồi. Bây giờ nè, cái này mới là quan trọng nè. Rồi nè. Xích ra đây, xích ra đây. Cảm ơn rồi. Xích ra đây, bắt mới nặng chứ vậy.
tỷ nghi à. Từ đi ra coi. Đủ bánh mới. Trở từ nha. Đây gõ nè. Từ từ mày giờ mày giờ mày chơi vậy? Mày gõ rồi hết đi, mày gõ hết có bất ngờ. Có bất ngờ. Đó, bất ngờ đó, thấy rồi đó, méo mua sữa mày uống. Ừ, tao bắt. Bắt chân lên rồi mày. Mày tao có tiền mua điện thoại mày, tao bố này tao bố dỗ cho mày. Đợi tao không nói gì tao hôn nữa, dỗ người ta nữa. Kiểu kiểu gì? Ta đã có lòng không ta mua bánh sữa mà kỳ quá. Để tại chợ tao mua ăn 11, 11 mắt đưa. Mà sao không để cái bọc bình thường để cái này làm tao mừng hụt luôn. Tại không có bọc, có bọc. Thì là cho mày bất ngờ thôi. Ừ, bất ngờ gì đâu, mình nhục cũng chết hùng hùng. Mẹ ông bánh mình không mua với sữa, uống bổ dưỡng mập ra. Mua bánh thì để cái bọc đi cho tao biết. Để cái này ai biết. Ông nội giết rồi bố. Tóc kinh đến nào mai. A few minutes later. Ok anh em ơi, thì bây giờ thì mình sẽ chuộc lỗi với thằng 18 bằng cách là bây giờ á thì mày hết Kim Go đúng không? Bây giờ thì tao sẽ tặng cho mày thì tao mới lấy tiền sẽ tao nạp 2 triệu vô shop của tao. Wow. Đó giờ mày muốn thử bằng mai lần nào quay đi. Sao nhiều quay với mày? Ờ shop tao họ chỉ với 19k hoặc là 18k là trúng 19.999 Kim Go anh em ơi. Có không trời, shop tao là hơi bị đỉnh cấp anh em. Đó quay đi. Quay này khó quay lắm, ba quay được không đó? Mày quay đi. Trời ơi. Ôi, hơi xui 340 à, lời rồi. Tôi có thứ hai nói sao, tiếng sớt mày hay cái nào đâu. Đâu? Đó, cái gì hả? Má, cái gì mà đỉnh vậy trời. Bây giờ mày quay đầu video tao tặng mày hết luôn. Really nigga. Má thiệt không má? Thiệt, hôm nay thì tao lỡ làm lỗi. Mười kim cương, thì là nãy giờ được mấy mình được làm 50 kim cương rồi. Trời, đỏ kìa. Má, mày thấy cái tay tao đỏ không? Được rồi nó đấy. Sao cái sớt mày đỏ vậy? Trời, cái sớt tao mà không đỏ không nội. Tiếp về. Quen vài khoáng đi rồi ra rút luôn. Dạ à. Giờ đã 120 rồi, quay nát. Thôi mày đi. Nãy giờ lỡ luôn rồi đó. Lỡ sao không? Cương không vậy? Nó thật không là không thể tin nổi. Chết mồ rồi. Thôi. Chết, sao mày có giảm giá không hay là ra tỷ lệ đã vậy trời? Shop tao là giảm giá tới 10% là auto gain kim cương nhiều luôn. Bây giờ mày muốn thử dòng khác không? Cho mày thử. Mày thử dòng này không? Thử dòng nào cũng được đó. Thử mày thử đi, mày hết thử dòng nào mày thử. Giờ mày chơi mồi quay luôn, mình giàu mà. À quên rồi. Tao tặng cho mày mà giờ quất quay luôn, quay 10 cái luôn. Quay đi. Quay được như tặng mày hết. Lời xin lỗi. Trời ơi là trời ơi. 100.000 kim cương luôn, cái gì vậy trời. Thôi mình đi, rút rồi. Rút, 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 rút kim cương đi mọi người. Sao mày sắp hết kia rồi đó. Đó trời. Trời ơi, có 300.000 mà được 160.000 kim cương luôn. Cái gì trời. Thôi bây giờ tao sẽ rút ID của mày nha. Nè ID của mày nè. Này phải không? Ok, giờ tao sẽ rút ID của mày nha. Thì các bạn nào có nhu cầu muốn rút kim cương hay là quay kim cương á, thì các bạn đến shop của tôi, thì shop tôi là shop lbgaming.com nha. Thì cái link shop tôi sẽ để phần mô tả phần lượng phía bên dưới nha. Ok, bye bye mọi người.